Viêm họng là gì, nguyên nhân, cách điều trị và phòng ngừa viêm họng? Viêm họng là tình trạng viêm nhiễm của niêm mạc họng, có thể do vi khuẩn hoặc virus gây ra. Viêm họng thường gây đau họng, khó nuốt, sưng họng, sốt, khàn giọng và ho. Nguyên nhân gây viêm họng. Vi khuẩn, viêm họng do vi khuẩn thường do vi khuẩn Streptococcus pyogenes gây ra. Vi khuẩn này có thể lây truyền qua đường hô hấp khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Virus, viêm họng do virus thường do các loại virus như virus cúm, virus sởi, virus thủy đậu. Virus này có thể lây truyền qua đường hô hấp khi người bệnh ho hoặc hắt hơi, hoặc khi tiếp xúc với dịch tiết từ mũi họng của người bệnh. Các yếu tố khác, viêm họng cũng có thể do các yếu tố khác như môi trường ô nhiễm, thay đổi thời tiết, hút thuốc lá, uống rượu bia, stress, thiếu ngủ. Cách điều trị viêm họng. Vi khuẩn, viêm họng do vi khuẩn thường do vi khuẩn Streptococcus pyogenes gây ra. Vi khuẩn này có thể lây truyền qua đường hô hấp khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Virus, viêm họng do virus thường do các loại virus như virus cúm, virus sởi, virus thủy đậu. Virus này có thể lây truyền qua đường hô hấp khi người bệnh ho hoặc hắt hơi, hoặc khi tiếp xúc với dịch tiết từ mũi họng của người bệnh. Viêm họng do các yếu tố khác, viêm họng do các yếu tố khác có thể được điều trị bằng cách nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước, súc miệng bằng nước muối, xông hơi, dùng thuốc giảm đau, hạ sốt, giảm ho. Cách phòng ngừa viêm họng. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch. Tránh tiếp xúc với người bị bệnh. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Tăng cường sức đề kháng bằng cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc.